Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Qua Tình Đốn. Sari kính mời quý vị theo dõi bản tin đặc biệt với Võ Thành Nhân về cuộc biểu tình của sinh viên Hồng Kông đòi tự do dân chủ. Xin trân trọng kính chào quý vị. Tiếp nối cuộc mở khóa rầm rộ tại Hồng Kông, lãnh đạo với một học sinh 17 tuổi tên Joshua Wong đòi hỏi tự do bầu cử, khiến anh này bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 9 vừa qua. Phong trào biểu tình bất tuân dân sự được gọi là chiếm trung tâm đã bộc phát tại Hồng Kông vào ngày 28 tháng 9. Chủ động là giới trẻ thanh niên sinh viên Hồng Kông quy tụ khoảng 60.000 người đã vây hãm trụ sở chính phủ nhằm phản đối Bắc Kinh can dự vào việc bầu cử lãnh đạo của người dân Hồng Kông. Cảnh sát Hồng Kông đã phải sử dụng bình xịt và hơi cay để đàn áp cuộc biểu tình và đã bắt giữ hơn 70 người chủ chốt. Tại Trung Quốc, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã kiểm duyệt và không loan tin về cuộc biểu tình quy mô này. Trong khi đó, tại Việt Nam, trưa ngày 29 tháng 9, 2014, kênh truyền hình Cable CNN tại Việt Nam đã bất ngờ bị cắt khi đang chiếu trực tiếp bản tin về cuộc biểu tình Hồng Kông. Tuy vậy, chấn động từ Hồng Kông đã lan sang Việt Nam, trở thành một chủ đề nóng trên các mạng xã hội Facebook, đặc biệt là đối với giới hoạt động tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam. Video của một cô gái Hồng Kông kêu gọi quốc tế ủng hộ cuộc nổi dậy của giới trẻ và người dân Hồng Kông sau khi được đưa lên YouTube được vài tiếng đã lập tức được dịch phụ đề sang tiếng Việt và phổ biến trên khắp trang mạng tại Việt Nam. Tại Hoa Thịnh Đốn, người Việt đồng hương và giới trẻ gốc Việt đã cấp tốc đáp lời kêu gọi của tổ chức giới trẻ Hồng Kông tại hải ngoại chuẩn bị cuộc biểu tình vào lúc 5 giờ chiều vào ngày thứ Tư, ngày 1 tháng 10 tại trụ sở kinh tế thương mại Hồng Kông tuần hành đến tòa Bạch Ốc. Cùng với chúng tôi hôm nay có anh Võ Thành Nhân, xin quý vị cùng theo dõi với chúng tôi nhìn về cuộc biểu tình đang xảy ra từ Hồng Kông, chấn động đến nhà cầm quyền Cộng sản Bắc Kinh lan đến Hà Nội và cuộc biểu tình sẽ xảy ra ngày mai, ngày 1 tháng 10. Xin chào anh Võ Thành Nhân. Xin được chào anh Công. Yeah. Yeah. Thưa anh, với những cái diễn tiến của cuộc biểu tình rầm rộ tại Hồng Kông cho tới giờ phút này, thì chúng ta có thể rút tỉa được những bài học hay là những kinh nghiệm gì để có thể áp dụng cho Việt Nam trong những cuộc tranh đấu trong tương lai sắp đến thưa anh? Chúng ta có thể nói rằng chúng ta có thể tranh đấu liền ngày mai cũng được. Tại theo cái lực ép của sinh viên đối với lại nhà cầm quyền Cộng sản Trung Cộng ở tại Hồng Kông á, thì chúng ta thấy được có ba điều lớn rất là quan trọng mà sinh viên Việt Nam hoặc là người Việt ở trong nước muốn đứng lên để mà nổi dậy, để mà thay đổi được cái thể chế điều hành hay là cầm quyền của nhà Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam á. Thứ nhất là chúng ta học được bài học là sinh viên, học sinh ở Hồng Kông đã dốc toàn lực, có nghĩa là có một sự liên minh giữa các tổng hội sinh viên với nhau, và khi họ thi hành họ được rất đông người yểm trợ, mới lúc đầu 3.000 người, 7.000 người, 10.000 người, và bây giờ con số nó có thể hơn con số như vậy nữa. Đó là những đề dốc toàn lực là bài học thứ nhất. Bài học thứ hai là cần có được sự hỗ trợ về truyền thông, cần có sự hỗ trợ, có sự hiện diện của các giới truyền thông ở ngoài quốc ngay trong lúc mà chúng ta tổ chức các cuộc biểu tình như vậy, và đặc biệt là sự hỗ trợ của các thế lực ngoại giao bên ngoài đối với Hồng Kông, giống như là Anh Quốc lên tiếng rất là mạnh mẽ trong vấn đề này, và ngay cả những người mà hiện nay đang là những người gọi là scholar đó, muốn binh vực cho những người trẻ giống như là em Joshua Wong đó, thì cũng đã lên tiếng. Và cái điều quan trọng nhất cuối cùng là phải lên tiếng về sự cảnh báo đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Cộng để tránh tình trạng thiên môn có thể xảy ra. Và cái sự cảnh báo này sẽ giúp cho các chính quyền ở các nơi, ở các quốc gia trên thế giới có thể can thiệp kịp thời, kịp, tức là bất cứ lúc nào mà Cộng sản Trung Cộng đem quân đội hay là đem một cái lực lượng chiến xa tới mà để đàn áp giống như ở Thiên Môn, thì cái vấn đề cảnh báo này rất là quan trọng và phải chuẩn bị cho cái tình trạng mà họ có thể dùng bạo lực để mà họ đàn áp các em sinh viên. Đó là cái ba điều mà chúng ta học vào Việt Nam. Tương tự chúng ta có thể dùng cái mô thức này để mà chúng ta xuống đường, để mà chúng ta đòi dân chủ cho đất nước của chúng ta. Với cái cuộc biểu tình sẽ xảy ra vào ngày mai tại Hoa Thịnh Đốn, thì theo anh cái vai trò và cái sự tham dự của cộng đồng người Việt cũng như là giới trẻ người Mỹ gốc Việt ở đây như thế nào, và cái message gì mình có thể gửi được trong cái cuộc biểu tình ngày mai thưa anh? Thứ nhất là chúng ta thấy rằng trên cái mạng social mấy cái mạng mà gọi là về giống như Facebook hoặc là YouTube đang lan tràn ở trong các cộng đồng mạng đó, thì người ta thấy được cái này vào tối hôm qua. Tức là vào ngày mai các em sinh viên hoặc là một số người gốc Hồng Kông, một số người nữa trong cái khối mà chúng tôi gọi là epoch của cái tờ báo đó, họ đang vận động để ngày mai chúng ta có cuộc biểu tình. Ngày mai đây có nghĩa là chiều ngày 1 tháng 10, ngày lễ rất là lớn của Trung Cộng, có thể nói là ngày quốc khánh của họ, và lợi dụng cái thời điểm này để mà có cuộc biểu tình. Và khi mà họ gửi ra như vậy thì họ có kêu gọi người Việt Nam chúng ta tham gia. Và khi mà kêu gọi người Việt Nam tham gia thì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta cần phải hỗ trợ, tại vì chúng ta cũng muốn
chúng ta không chấp nhận Trung Cộng xâm lấn đất nước của chúng ta, và chúng ta có cùng cái hoàn cảnh là chúng ta muốn đòi tự do dân chủ. Do đó nên vào ngày mai nếu mà chúng ta có những cái những người trẻ mà khi đi tham gia đó thì chúng tôi được theo dõi thì họ đang sử dụng những cái banner, những cái biểu ngữ, và trong đó có những cái nội dung là cũng tranh đấu cho cái quyền đòi dân chủ, và cái dân chủ là một cái quyền chứ không cần ai ban bố cho mình, thí dụ vậy. Và đặc biệt là chúng ta phải mang được cái gửi gắm được một cái thông điệp rất là quan trọng là Trung Cộng cũng đừng hòng đúng lấn chiếm Hồng Kông hoặc là lấn chiếm những lãnh hải lãnh thổ của người Việt Nam chúng ta ở Hoàng Sa và Trường Sa. Do đó ngày mai các người trẻ sẽ mang cái áo nô du cắt cái lưỡi bò của Trung Cộng để mà đi tuần hành chung với lại người Hồng Kông. Kính thưa quý vị, một lần nữa xin nhắc lại sẽ có một cuộc biểu tình tại Trung tâm Kinh tế và Mậu dịch Hồng Kông và sẽ tuần hành tới Hoa Thịnh Đốn vào lúc 5 giờ chiều ngày mai, ngày 1 tháng 10. Xin kính mời quý vị cùng đặc biệt là các sinh viên Việt Nam Mỹ gốc Việt hãy nhiệt liệt tham gia để biểu lộ đồng tình với những người Hồng Kông đang đòi hỏi dân chủ trên xứ sở của họ. Và đặc biệt là chúng tôi cũng ghi nhận rằng là các chuyên gia sau khi đi làm về đó, chúng ta có thể ghé lại đó, và cuộc tuần hành đó, ở từ cái đường số 18 chúng ta sẽ về Lafayette, và cái địa chỉ đã có trên cái màn hình, quý anh chị có thể theo dõi. Mọi chi tiết xin quý vị có thể liên lạc tại số điện thoại 301-257-8496. Một lần nữa, Nguyễn Thành Công và Võ Thị Nhân xin trân trọng kính chào quý vị.